Tiếp nối sự việc khoảng hơn 20 thanh niên xông vào đánh nhau bằng chổi, gây náo loạn đường phố khiến người dân kinh hãi tại Bến Tre. Sau khi nhận được tin báo, thì công an phường Phú Tân, thành phố Bến Tre đã đến hiện trường, xác minh vụ việc và mời những người có liên quan tới trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hải, 23 tuổi, Triệu Minh Trí, 26 tuổi và Nguyễn Trung Tính, 22 tuổi cùng 8 người khác đã thừa nhận dùng chổi đánh nhau và gây mất trật tự an ninh. Tuy nhiên, thì mục đích của nhóm chỉ để diễn và câu like trên mạng xã hội. Trong đoạn clip quay trong cơ quan công an, nhóm thanh niên cầm biển tên, cúi gằm mặt thừa nhận hành vi. Chúng em có tụ tập đấu chổi với nhau tại sân vận động. Qua hành vi đó thì tụi em thấy vậy là sai, chúng em rút kinh nghiệm và sẽ không lường trước được sự việc, từ nay về sau sẽ không tái phạm nữa. Đối tượng Minh Trí trả lời trước camera. Trước đó thì Nguyễn Trung Tính khai tại cơ quan điều tra rằng anh và Triệu Minh Hải đã bắt chước một đoạn clip đánh nhau bằng chổi trên nền tảng TikTok nên đã kêu gọi người khác tham gia diễn và quay clip đăng tải trên mạng xã hội. Tụ tập đấu chổi với nhau tại sân vận động, qua hành vi đó tụi em thấy vậy là sai nên chúng em rút kinh nghiệm. Hành vi đó thấy vậy là sai, chúng em không có lường trước tới sự việc nó lớn như vậy, chúng em có kinh nghiệm từ về lại sao sẽ không tái phạm nữa. Hiện tại thì các đối tượng này đã được lấy lời khai và tiếp tục điều tra làm rõ sự việc, và cư dân mạng vẫn rất quan tâm về hành động của những đối tượng này. Các bạn có cảm nhận như thế nào về sự việc trên? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!